Cảm ơn quý vị quay trở lại với chúng tôi. Cái tin kế tiếp đây là cái tin nói rằng là 50% cái số phòng khách sạn của thành phố New York là dành cho những cái người di cư bất hợp pháp. Vào cái ngày 17 tháng 5, chúng ta thấy là thị trưởng của thành phố New York, ông Eric à Adam đã có một cái tuyên bố làm cho cái dân Hoa Kỳ cụ thể được ngạc nhiên và có thể là sững sờ khi ông nói rằng là hiện nay tổng số 50% 50% tổng số những cái số phòng mà của khách sạn mà thành phố New York có được đó, là đã dành để cho những cái di dân bất hợp pháp người ta trú ngụ. Ông ấy giải thích thêm như thế này. Những cái căn phòng đó là thành phố chúng tôi trả tiền. Những cái căn phòng đó đáng lẽ ra để, để dành cho những cái khách du lịch tới tham quan thành phố New York, tới Broadway để mà xem theo dõi những cái vở vở kịch rất là thú vị đó. Thì bây giờ chính chúng tôi phải thuê những cái phòng đó. Và thay vì chúng tôi lấy tiền vào từ du khách, vì chúng tôi thành phố chúng tôi lại phải chi tiền ra. Rồi ông than thở thêm như vậy, ông nói rằng là vậy mà bây giờ chúng tôi rất là khó khăn trong cái việc tìm kiếm để mà thuê thêm phòng. Bởi vì rất là nhiều khách sạn họ từ chối họ không có hợp tác với cái chính sách là thuê phòng của chúng tôi. Cái thứ hai nữa là nhiều nơi, nhiều khách sạn người ta đòi hỏi cái giá phòng cao quá. Thành phố New York không thể chịu nổi, không thể thuê nổi. Thế thì thưa với quý vị, với một cái tuyên bố của ông Eric Adam như vậy đó, mình thấy hai điều là bây giờ thành phố đã, đã 50 cái số phòng của khách sạn đã dành cho di dân bất hợp pháp. Nhưng mà giờ thành phố vẫn còn thuê thêm. Chưa ngừng ở đó. Và cái thứ hai nữa là tình hình khách sạn, kinh doanh khách sạn của thành phố nói riêng và cái ngành du lịch nói chung của thành phố New York đang có vấn đề. Chúng ta biết rằng là dĩ nhiên là khi mà cái số phòng bây giờ nó chỉ còn một nửa, còn lại 50%. Mà, thì chắc chắn là nó phải lên giá thôi. Bao giờ cũng vậy, các nguyên tắc và số cung mà ít thì nó phải lên giá. Cái thứ hai nữa là cái chuyện là nhưng mà ngược lại có một cái nguyên tắc khác là khách du lịch không muốn tới New York. Họ thấy là những cái khách sạn mà nó nhiều di dân bất hợp pháp quá thì họ ngại, họ sẽ không không muốn tới cái 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 cái, cái khách sạn đó để mà thuê. Bởi vì vấn đề an ninh là một cái thứ hai họ ngại ngùng là họ bị nhận lầm thì sao, hiểu lầm thì sao và từ đó, đó thì đối với những người du khách muốn có muốn tới New York mà chơi đó thì họ thấy cái tình trạng khách sạn trạn như vậy thì họ cũng đâm ra họ cũng nản họ đi kiếm cái chỗ khác thành ra đây là cái vấn đề mà mình ngẫm nghĩ đó từ cái vấn đề di dân bất hợp pháp nó đưa ra nhiều cái nhiều cái vấn nạn xã hội khác thì chúng ta nhớ lại đây đâu phải là lần đầu ông Eric ông than thở như vậy tháng 12 của năm ngoái chính ông này cũng lại than thở thêm một lần nữa ông nói rằng là thành phố chúng tôi cạn tài chính rồi, cạn nhân lực rồi, cạn coi như là phòng ốc không gian rồi. Nếu như mà chính phủ không có một cái biện pháp rốt ráo ngay lập tức thì có lẽ chúng tôi là phải đi tới cái chuyện là cắt giảm nhiều phúc lợi cho hàng ngàn người cư dân của New York không đủ tiền để làm thêm bất kỳ một cái chương trình nào nữa và ông nói rằng là thực sự thì chúng tôi cũng không có muốn là phải lựa chọn nhưng mà nếu mà phải lựa chọn thì chúng tôi không thể nào mà 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 coi như là chiều những cái người mới tới bằng và sau đó thì bỏ rơi những cái cư dân của New York được ông muốn nói rằng là cái chính sách mà nhận di dân này là quá bắt buộc quá bất lợi nhưng mà ông phải làm mà thôi và rồi ngay vào cái thời điểm vào tháng 12 của năm 2022, chúng ta lại thấy hội đồng thành phố của New York đưa ra một cái kiến nghị và gửi lên tổng thống Biden nói rằng là chính phủ phải ngay lập tức tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp về di dân đi chứ. Bởi vì nếu mà t t tổng thống tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp thì thành phố New York đó được được cái cơ quan và chống thiên tai chống lũ lụt đủ thứ đó sẽ phải trợ cấp cho thành phố 1 tỷ đô la để mà chi trả cho những cái dịch vụ xã hội nó gây ra bởi một cái biện, bởi cái cơ khối di dân bất hợp pháp thế nhưng mà làm sao mà chính phủ biden có thể chiều được những cái yêu cầu như vậy tuyên bố một cái tình trạng bất gọi là khẩn cấp về di dân thì chẳng khác nào nói rằng là chính phủ của chúng tôi đã có một cái chính sách di dân thất bại đã gây ra rất là nhiều cái tai hại đến nỗi bây giờ phải tuyên bố một cái tình trạng khẩn cấp cho nhiều thành phố cho nhiều cái tiểu bang hay sao cái điều đó chắc chắn là à, không có chính phủ nào làm được thế nhưng mà chúng ta biết chắc một điều là những cái than thở những cái phê bình của ông adam, của ông adam thị trưởng của thành phố new york hay là những cái kiến nghị của hội đồng thành phố new york như thế này sẽ được những cái đối thủ của ông Putin à, của ông Biden ông ấy ghi nhớ sẽ được ghi nhớ để mà làm gì để mà trong cái kỳ tranh cử năm 2024 họ sẽ sử dụng để chống lại ông Biden về cái vấn lãnh vực di dân điều đó chắc chắn nó sẽ xảy ra thôi và bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái tình hình chính trị rất rất là rắc rối ở bên Thái Lan đó là sau bầu cử thì chính trị ở bên Thái Lan vẫn đưa tới một tình trạng rất là mơ hồ Chúng ta nói nhanh là cái cuộc bầu cử Thái Lan ngày 14 tháng 5 vừa rồi nó rất là bất ngờ. Và bây giờ thì nó hoàn toàn nó có những cái kết quả rất là chính xác rồi, chặt chẽ rồi. Bây giờ chúng ta điểm lại một chút nè. Thứ nhất, về nhất đó là cái đảng gọi là move forward, tức là mình tạm gọi là đảng tiến bộ đi. Phải nói đây là một cái bất ngờ rất là lớn trong cái cuộc bầu cử của Thái Lan. Người ta không ngờ tới đảng này về nhất là với 152 ghế cái đảng phiêu thái của, của cô con gái thát xỉn đó tức là cô Siwanata đó được kỳ vọng là sẽ thắng lớn thì hóa ra bất ngờ là thua chỉ về nhì thôi và hiện nay được 141 ghế cái đảng thứ ba thuộc về cái đảng cực hữu nó có tên là đảng Plum Gia thái. mà cái đảng này là là một cái đảng gọi là có nhiều tinh thần dân túy là dân tộc mà nó có nhiều cái liên hệ với cái đảng phiêu Thái của ông Thát xịn ngày xưa lắm. Về thứ ba được 70 70 ghế. Cái đảng thứ tư là cái đảng của quân đội. Nó có tên là đảng Palang Pracharat. thì nó nó được 40 ghế. Và đây là đảng của quân đội nha quý vị. Và cái đảng cuối cùng mà mình nhắc tới thôi, tức là cái đảng của ông đương Kim thủ tướng Chan Ocha đó, đảng đoàn kết dân tộc Thái đó, về thứ năm lực mà cũng chỉ được có 36 ghế thì còn lại 61 ghế cho những cái đảng lẻ tẻ phía sau này một loạt luôn thế thì bây giờ tình hình là như thế này cái uh, người mà chủ tịch cho cái đảng thắng lớn nhất đó tức là đảng uh, tiến bộ đó là ông Pita đã tập hợp liên minh 8 đảng phái với nhau rồi mà chỉ có 311 ghế thôi chúng ta biết rằng là muốn lập lập thủ tướng là phải phải có 376 ghế mà ông mới có 311 thiếu hẳn 65 ghế bây giờ không biết đi tìm đâu. Cái đảng tiến bộ với cái đảng cực hữu 70 ghế đó, có 70 ghế rất là kỵ nhau, người ta không 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 hợp tác được. Mà hai cái đảng quân đội thì lại càng không dính vào được nữa rồi. Bây giờ lâm vào một cái thế, thế bế tắc. Cái thứ hai chúng ta để ý cái ông Pita này, cái đảng move forward này đó nó có một cái cải cách nó quá đụng chạm. Họ đòi hạn chế quyền của hoàng gia, quy, hạn chế quyền của quân đội luôn. Thành ra cái phe quân đội và các phe bảo hoàng tìm mọi cách để trù ếm ông là cái chắc. Ông khó lòng mà ngoi lên lắm. Cái thứ ba nữa, ông lại đang có một cái tội đang treo trên đầu là ông là một cái cổ đông của một cái một cái cơ quan truyền thông không có thật. Mình không hiểu cái chuyện này nó ra sao nhưng mà rõ ràng là dính líu tới cái chuyện mà đầu tư giả đó. Cho nên hiện nay phải nói là cái thế của ông Pita tuy là một cái đảng thắng cử nhưng mà rất bế tắc. Thế thì kịch bản lợi thế nó sẽ rơi vào cái người thứ hai là cái cô Pia Tamtan Suwadata của đảng Phiêu Thái. Nếu mà bây giờ cái cô này với cái, cái liên minh 8, 8 đảng vừa rồi là 311 ghế mà bây giờ gọi là hợp tác với luôn cái đảng cực hữu là cái đảng mà gần gũi đảng phiêu thái lắm đó thì cố sẽ trở thành thủ tướng dư số dư, dư số ghế dư số phiếu thế nhưng mà khổ một cái là trong cái liên minh đó có cái đảng tiến bộ thì chắc chắn là họ sẽ phản đối chuyện mà, mà hợp tác với cái đảng cực hữu brun Thai hai bên không không có cộng tác được. Nhưng mà nếu bây giờ cái cô Siguana này đã bỏ luôn cái dẹp bỏ luôn cái đảng tiến bộ để mà liên lạc với đảng cực hữu với lại hai cái đảng quân đội thì lại sợ cử tri của đảng phiêu thái người ta sẽ chỉ trích người ta phản đối bởi vì người ta rất là kỵ cái cái, cái đảng quân đội. Thì cô Siguana cũng là đâm vào cái thế kẹt, rốt cuộc cái ông thủ tướng đương kim thủ tướng Trần đó tuy là người thất cử đó nhưng mà lại là có tương lai làm tổng làm thủ tướng tiếp tục. Vì sao? Như chúng ta đã nói đó. Chính ông chính phủ của ông bản thân ông cái hồi mà nắm quyền đó đã chỉ định 250 thượng nghị sĩ ở trong thượng viện. Mình nếu mà như mình mình xem như là ông đã nắm chắc 250 cái cái số phiếu đó đó. Thì bây giờ bản thân của ông 36 bản thân đảng của ông 36 phiếu đản thân của đảng quân đội liên minh với ông 40 phiếu nữa tức là ông đã có tới thêm 76 phiếu tức là 326 phiếu rồi chỉ còn thiếu 50 50 phiếu nữa thôi là ông có thể ông thành thủ tướng và ông lập chính phủ rồi 50 phiếu thôi quý vị mà chúng ta nhớ rằng là ông Chan -o Cha thì được quân đội là một phe bảo hoàng tức là hoàng gia là hai ủng hộ hết mình và bây giờ ông là thủ tướng đương kim thì cái chuyện mà ông kiếm 50 ghế nó rất là dễ ông có thể ông mua chuộc ông có thể ông áp lực và ông có thể là ông coi như là đe dọa luôn ông cũng ông làm sao làm mà kiếm được 50 ghế thì cái chuyện đó là cái chuyện mà ông có thể làm được chúng ta phải nhớ một điều là luật lệ bầu cử của thái lan không nó không, nó không quy định là cái cái đảng nào thắng lớn là, là có cái quyền lập chính phủ hay là làm thủ tướng không cần biết đảng nào gom được đủ số phiếu 7 trăm phiếu ủng hộ là lập chính phủ là làm thủ tướng cho nên rốt cuộc cái người mà về hạng năm tức là ông chan o cha lại là bây giờ là có người mà có cái khả năng làm thủ tướng tiếp tục đây là một cái điều mà uh, người ta đang những cái kịch bản này thì người ta đang nói tới nhưng mà rõ ràng là nó vẫn chưa có uh, là một cái sự ngã ngũ nào cả thì chúng ta phải chờ xem và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin ngừng đôi 3 phút để uh, sửa soạn quay lại phần cuối cùng